xin chào các bác. Lời nay tôi lại bày ra hai đôi loa cây và các bác cùng nghe nhạc, cùng xem. Đợt này tôi có rất nhiều loa cây, có tầm 10 đôi trong nhà. Tôi sẽ quay dần mời các bác nghe nhạc cũng như là xem và tôi báo giá cụ thể. Trước mắt các bác là hai đôi loa đến từ châu Mỹ. Một đôi đó là hãng Fox Audio, đôi này của Mỹ, và một đôi bên cạnh là của Canada. Một đôi bên cạnh khá to luôn, một đôi bên tay phải thì nhỏ xinh, chiều cao bằng nhau luôn. Chiều cao hai đôi loa này bằng nhau, tôi sẽ đo qua kích thước. Đặc trưng của dòng loa cây, nó rất thích hợp cho các bác bày phòng khách, rất sang trọng, và nó chiếm ít diện tích, cũng như là đặc trưng của dòng loa cây đánh bass rất sâu, đánh bass rất thật và sâu. Với các bác phải biết đó là loa của châu Âu, của Mỹ thì chất âm khỏi phải bàn luôn. Chiều cao đó là 92cm bằng nhau. Còn loa Fox thì bề ngang là bao nhiêu đây? Bề ngang là 18, bề sâu 26cm. Còn con Canada này bề ngang là 30, bề sâu 24cm. Đấy, cơ bản kích thước như vậy nhé. Các bác xem và nhớ, tôi hỏi lại tôi sẽ không nhớ được đâu. Đặc trưng của dòng loa cây là bát rất sâu và nhiều tép. Vậy thôi, tôi sẽ mở nhạc mời các bác cùng nghe. Tôi xin nhắc giá, đôi tôi đang mở là loa Mỹ Fox, bán giá 5,5 triệu đồng. Một đôi quan Canada này bán giá là 8 triệu đồng. Đôi Canada bát là bát 20, 20 hay 22 đây. Tôi sẽ đo lại. Bát 20. Một đôi này, đôi này phải đo cả viền. Bát 16. Nói chung 14, 16 được hết. Tôi sẽ mở nhạc to hơn mời các bác cùng nghe tại sao tôi bảo loa này đánh bát sâu. Giật lời này anh cho em hơn tất cả, giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời lòng say, chuyện tình bên say bằng nước mắt có bao giờ ta đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nghe rất mềm mại luôn. Loa cây nó mới vậy các bác nha. Của Mỹ, của châu Âu thì khỏi phải bàn đến chất âm. Nói luôn các bác, tất cả những đôi loa này đều hay hết, chẳng qua mình thích kiểu dáng nào thôi. Ngày xưa tôi có người rất đẹp ở nó, cấu tạo đều là bát thật hết các bác nha. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau, nhạt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em. 5,5 triệu đôi loa các bạn đang nghe, loa Fox của Mỹ. Đôi loa bên cạnh là loa Pro Audio, bán giá là 8 triệu đồng. Đôi lại phố phường, chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Loa này nó là loa hai cầu. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi biển xa quá. Khách hàng ở xa đặt cọc 1-2 triệu vào tài khoản của tôi gửi hàng đi qua Viettel, nhận xe khách phí vận chuyển của tôi chỉ có